Cô chào các em, tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề thi mà hôm bữa cô cho các em thi thử nhé. Đầu tiên thì mình sẽ xem lại một lần nữa, đề này gồm có những dạng câu hỏi nào ha. Bài số 1, 3 điểm nè, gồm có 3 câu nhỏ. Rút gọn, biểu thức 1 điểm, giải hệ phương trình 1 điểm, giải phương trình bậc 2 1 điểm. Trước khi mà các em làm vào giấy thi á, thì các em lấy máy tính ra các em bấm cho cô, bài này bằng mấy? Bài này bằng mấy, bài này bằng mấy ha. Rồi sau đó mình mới làm vào giấy thi. Sau khi làm xong thì các em kiểm tra kết quả mà em làm được có giống máy tính không. Đó, giống thì được ha. Đó, kiểm tra hết 3 câu cho cô. Mình kiểm tra hết 3 câu đều giống kết quả máy tính thì chúng ta mới qua câu 2 các em ha. Mình phải cẩn thận từng tí một nha. Bài số 2 là 2 điểm gồm có 2 câu nhỏ. Người ta cho mình một cái đường thẳng D, một cái parabol B ha, và yêu cầu chúng ta vẽ cái đồ thị này 1 điểm, rồi một bài VS 1 điểm nữa ha. Rồi mình xem thử bài số 3 nè. Bài số 3 là một cái bài toán thực tế. Thông thường những cái tỉnh khác á thì bài toán thực tế chỉ có 1 điểm thôi các em ha, hoặc là 0,75, nhưng với tỉnh này là bài này đến 1,5 điểm luôn, cho nên là mình càng phải cố gắng làm cho được cái bài toán thực tế này các em nhé. Còn bài số 4 là một bài hình học 3,5 điểm. Bài số 4 gồm có 4 câu nhỏ nè. Câu A, chứng minh tứ giác nội tiếp 1 điểm, chứng minh hai góc bằng nhau 1 điểm, tính diện tích tam giác 1 điểm nữa là 3 điểm. Thông thường ở những cái tỉnh khác á, thì người ta sẽ cho em bài số 5, bài toán điểm 10 các em ha, nửa điểm, là yêu cầu để tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Đó là phần đại số đúng không? Nhưng ở cái đề này người ta đã cho cái bài toán điểm 10 đó kết hợp với lại bài hình các em. Đó, câu này nửa điểm các em ha. Tìm vị trí của điểm C sao cho chu vi tam giác lớn nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào giải chi tiết cái đề này nha. Bài số 1, đề bài yêu cầu chúng ta là không được dùng máy tính cầm tay mà rút gọn cái biểu thức này các em ha. Đó, như vậy thì bài này thì cũng dễ thôi, nhưng mà quan trọng cái cách mà chúng ta trình bày như thế nào cho đúng nha. Các em cũng vẫn lấy máy tính ra các em bấm, nhưng mà không ghi kết quả vào đây ngay thôi. Đầu tiên thì các em lấy máy tính các em bấm cho cô căn 12 bằng nè. Rồi bấm cho cô căn 27 bằng nè. Bấm cho cô căn 75 bằng nè. Em bấm cho cô ha, căn 12 bằng 2 căn 3. Đó. Rồi, căn 27 bằng 3 căn 3. Căn 75 bằng 5 căn 3. Cô nhắc lại cho các em một tí xíu về kiến thức căn bậc 2 nhé. Ở đây giả sử cô có căn bậc 2 của 3 bình nhân với 2 thì bằng gì các em? Bằng gì? À, sẽ bằng căn bậc 2 của 3 bình nhân căn bậc 2 của 2 đúng không nào? Đó. Và lúc này 3 là số dương, cho nên mình đưa ra khỏi căn thì sao em? À, cô hay nói là mắc bình mắc mắc căn á. Đó, cho nên lúc này chúng ta sẽ bằng 3 căn 2. Vì số 2 đưa ra khỏi căn không có được ha. Đó. Hoặc là cô có căn bậc 2 của 4 bình nhân với 5 đi thì sẽ bằng gì các em? À, mình sẽ không cần đưa như thế này nữa, mà mình đưa cái 4 bình này ra khỏi căn thì sẽ là 4 ha. Đó, còn lại căn 5 không có đưa được, mình để nguyên nha. Bây giờ cô hỏi ngược lại các em nha. Cô muốn đưa cái số 4 này vô trong cái căn thì cô phải làm gì các em? À, cô phải như thế nào? Bình phương nó lên đúng không nào? Đấy, như vậy tóm lại các em đưa cái bình phương ra khỏi căn thì mắc bình, còn đưa một cái số vô trong căn thì các em phải bình phương lên nhé. Như vậy lúc này cô muốn đưa cái số 2 này vô trong căn thì cô phải làm gì các em? À, cô phải bình phương cái số 2 lên đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có căn bậc 2 của 2 bình nhân 3. Đó. Còn bên đây chúng ta có gì? Số 3 đưa vô trong sẽ là 3, 3 bình nhân 3. Rồi số 5 đưa vô trong sẽ là 5 bình nhân 3. Được không em? Tóm lại á, với cái bài này thì máy tính sẽ giúp em biết được căn 12 là bằng bao nhiêu. Từ đó các em biến đổi thêm một bước nữa ha.
căn 27 bằng bao nhiêu, từ đó các em biến đổi thêm một bước nữa. Căn 75 bằng bao nhiêu, từ đó các em biến đổi thêm một bước nữa nha. Rồi, để cô xóa cái này rồi chúng ta làm bài vào nè. Bằng ha. Căn 12 thì bằng gì em? Căn bậc 2 của 2 bình nhân nhân 3. Căn bậc 2 của 2 bình nhân nhân 3. Bạn nào mà lấy căn 12 lấy máy tính bằng 2 căn 3 là bị trừ điểm các em nha. Đó, tại vì người ta không có cho mình dùng máy tính. Rồi tiếp theo nè, cộng 3 căn 27. Đây, số 3 để lại nè. Căn 27 thì mình phân tích thành căn bậc 2 của 3 bình nhân. Đó, được chưa? Trừ đi 2. Căn 75 thì bằng gì em? Căn bậc 2 của 5 bình nhân nhân 3 ha. Căn bậc 2 của 5 bình nhân 3 nè. Đó. Rồi để cô mang cái này qua đây đi. Bằng tiếp nè. Mình đưa số 2 bình ra là còn mấy đây? Còn 2 căn 3, được chưa? Còn với 3. 3 bình đưa ra ngoài là còn 3. Đó. Được không? Các em tự làm hoặc là các em nhìn vô đây. Đó, căn 12 lúc nãy chúng ta phân tích thành 2 căn 3 nè, đúng không? Căn 27 lúc nãy chúng ta phân tích thành gì em? 3 căn 3 nhân với số 3 này nữa. Nhưng mà các em nên tự làm sau đó nhìn vô đây nha. Rồi trừ đi. Số 2 để lại nè. 5 đưa ra ngoài, 5 bình đưa ra ngoài là còn 5. Đó, được không? Bằng ha. 2 căn 3 nè. Cộng với 3 nhân 3 là 9 căn 3. 2 nhân 5 là 10 căn 3. Bằng 2 căn 3 cộng với 9 căn 3 là 11 căn 3. Trừ đi 10 căn 3 là còn lại 1 căn 3. 2 cái bánh cộng với 9 cái bánh là 11 cái bánh. Trừ đi 10 cái bánh là còn 1 cái bánh ha. Cái bánh của mình chính là căn 3. Đó. Mình không cần ghi số 1 các em nhé. Như vậy kết quả của mình là căn 3. Và kết luận vào cho cô. Vậy A bằng căn 3. Sau khi làm xong, các em lấy máy tính ra, các em bấm lại cho cô một lần nữa. Nếu như mà trước đó các em chưa có bấm ha. Rồi, căn 12 nè. Rồi gì nữa? Cộng cho 3 căn 20, 27, trừ đi 2. Mình phải cẩn thận các em nhé. Đó, kết quả bằng căn 3. Rồi, rất là khỏe. Được không em? Qua câu tiếp theo nha. Cô xóa cái này đi. Câu B là chúng ta sẽ đi giải cái hệ phương trình này. Đầu tiên mình sẽ ghi đi lại các em ha. 2x trừ đi y bằng 7. 3x cộng y bằng 3. Rồi, hệ phương trình này chúng ta sẽ giải như thế nào các em? Bài này thì chúng ta sẽ giải bằng phương pháp cộng các em ha. Ở đây mình có trừ y, ở đây mình có cộng y. Nếu mình lấy hai cái này mình cộng với nhau thì sao? À, triệt tiêu cái y rồi, từ đó chúng ta tìm ra x rất là dễ dàng ha. Tương đương nè. Đó, như vậy ở đây chúng ta sẽ cộng vế theo vế ha. Mình lấy 2x cộng với 3x là 5x. Trừ y cộng với y là mấy em? À, bằng 0, đúng không nào? Trừ y cộng với y, hai cái này trái dấu với nhau, cộng lại bằng 0 nha. Rồi, bằng nè, 7 cộng 3 bằng 10. Rồi mình ghi lại một trong hai phương trình. Ở đây thì cô ghi 3x cộng y bằng 3. Các em ghi cái nào cũng được nha. Đó. Rồi tới đây chúng ta giải x ra. 10 chia cho 5 x bằng 2. Được không? Rồi cô xóa cái này đi nha. Mình đã tìm được x bằng 2 rồi. Bây giờ chúng ta cần tìm gì nữa? Cần tìm y đúng không? Cần tìm y thì chúng ta rút y ra các em ha. Y của mình sẽ bằng 3 nè. Chuyển 3x qua là trừ 3x nha. Rồi tương đương với x của mình bằng 2 ghi lại. Y của mình bằng nè, 3 trừ đi. Chỗ nào có x thay mấy đây? Thay bằng 2 nha. 3 nhân 2. Rồi tương đương tiếp cho cô nè. X bằng 2. Y bằng mấy em? 3 trừ đi 3 nhân 2 là 6. 3 trừ 6 là còn trừ 3. Sau khi mà chúng ta tìm được x bằng 2, y bằng trừ 3 rồi á, thì mình kết luận vào các em nhé. Vậy nè,
hệ phương trình của viết tắt, em đừng có viết tắt nha. Có nghiệm là, nghiệm của mình có dạng là xy đó các em. Đó, rồi x lúc nãy bằng 2, y bằng trừ, y bằng trừ 3. Tương tự như ở bài A, sau khi làm xong thì các em cũng lấy máy tính ra, các em bấm xem thử là kết quả của mình có đúng là 2 trừ 3 hay không nha. Nếu em dùng 570 thì em bấm mode 1. Còn ở đây cô dùng 580 thì bấm menu 9, 1, 2 ha. Rồi nhập vô cho cô nào. 2 trừ 1, 7. 2 bằng trừ 1, bằng 7, và 3, 1, 3. 3 bằng 1, bằng 3, bằng. Đó, x bằng 2 đúng nè. Y bằng trừ 3 đúng ha. Rồi chúng ta qua câu tiếp theo. Giải phương trình x bình phương trừ đi 8x cộng 7 bằng 0. Với bài này thì chúng ta có đến 4 cách giải đúng không các em? Cách thứ nhất là mình lập delta, cách thứ hai là delta phẩy, cách thứ ba là chúng ta sẽ nhẩm nghiệm. Đó. Và cách thứ tư là mình sẽ đưa về phương trình tích các em ha. Và 4 cách này cô đều đã làm video riêng rồi nha. Cho nên bạn nào muốn tham khảo cách nào thì các em tìm trên kênh của cô nhé. Bây giờ các em muốn cô giải bằng cách nào? Delta, delta phải nhẩm nghiệm hay là đưa về phương trình tích đây? Thôi thì hôm nay mình chữa đề ha. Cho nên là có rất là nhiều bạn đến nay vẫn chưa có giải được phương trình bậc 2. Cho nên cô sẽ giải phương trình bằng cách lập delta nha. Về nhà các em giải bằng 3 cách còn lại cho cô nhé. Rồi, ở đây mình có hệ số A bằng mấy em? A bằng 1, B bằng trừ 8 và C bằng 7 ha. A bằng 1, B bằng trừ 8, C bằng 7. Nếu như mà các em nhẩm nghiệm thì các em ghi cái này vào. Còn giải bằng delta với delta phẩy thì không cần các em ha. Rồi ở đây mình có nè. Ta có delta bằng B bình trừ đi 4 A, AC bằng B của cô bằng trừ 8 trừ đi 4 nè. A bằng 1, C bằng 7. Delta bằng bao nhiêu các em? 64 trừ đi 20, 28 là còn lại 36 nhé. Cái delta này như thế nào các em? Cái delta này lớn hơn 0. Cho nên ở đây chúng ta suy ra phương trình của viết tắt có hai nghiệm phân biệt. Rồi, nghiệm x1 bằng nghiệm x2 bằng x1 của mình bằng bao nhiêu nào? Ghi công thức ra cho cô ha. Trừ B cộng với lại căn bậc 2 của delta chia cho 2A. Trừ B ở dưới chỉnh hành dấu cộng chia cho 2A. Có bạn nào đến nay vẫn chưa giải được phương trình bậc 2 không các em? Mình phải cố gắng nha. Kỳ thi sắp tới rồi các em nha. Thế số vô cho cô nào. Ở đây B của mình bằng trừ 8 nè. Như vậy trừ B tức là trừ của trừ, trừ 8 là bằng mấy em? Bằng 8 ha. Như vậy ở đây chúng ta có 8 nè cộng căn bậc 2. Hoặc là các em ghi nguyên cái này vô cũng được ha. Hoặc là ghi số 8 không cũng được. Delta của mình bằng 36 chia cho 2 A bằng 1. Rồi ở đây chúng ta xóa cái này đi ha. 8 nè cộng căn. Ủa, hồi nãy cô nói là đổi dấu mà sao bây giờ cái gì thế này nhỉ? Hồi nãy cô nói là ở trên cộng thì ở dưới trừ đúng không? Mà sao cô lại, cô kỳ ghê. Đó, chia cho 2 A của mình bằng 1. Căn của 36 là bằng 6 nè các em. 6 cộng với 8 14, 14 chia 2 bằng 7. Cái này mình có 8 trừ đi 6 còn 2, 2 chia 2 còn 1. Nếu bạn nào mà không biết nhẩm thì bấm máy ra các em nhé. Đó, đi thi mà các em dùng máy tính bao nhiêu cũng đâu có ai nói gì đâu. Sau khi mà chúng ta tìm được hai nghiệm x1 với x2 rồi thì mình phải nhớ kết luận vào các em nhé. Để con mang cái này lên đây luôn đi. Rồi chúng ta có cái chỗ để chúng ta ghi cái câu kết luận nào. Các em có thể ghi là vậy tập nghiệm của phương trình là, hoặc là vậy phương trình có nghiệm là, được không? Vậy tập nghiệm của phương trình là.
Nếu ghi tập nghiệm thì các em ghi là S ha. Của mình có hai nghiệm, một với mấy em? 1 với 7. Đó, các em ghi như vậy nhé. Tới đây thì chúng ta chuyển qua câu tiếp theo được chưa nào? À, chưa ha. Mình dành ra 30 giây kiểm tra xem cái phương trình này có phải có hai nghiệm bằng 1 với bằng 7 hay không nha. Dù các em có làm bằng 4 cách này đi chăng nữa thì các em cũng phải kiểm tra lại nghiệm cho cô ha. Ở đây chúng ta sẽ bấm menu nè, 922 đó, rồi nhập vô 1 bằng trừ 8 bằng 7 bằng đó. Một nghiệm bằng 7, một nghiệm bằng 1. Đúng rồi các em ha. Tại sao mà mỗi khi làm xong á là cô lại luôn nhắc các em là phải thử lại biết không? Tại vì khi mà các em, nếu các em ở nhà các em làm không có áp lực gì hết, nhưng mà đi thi tự nhiên có cái áp lực ở đâu á nó đè lên người mình. Thế là mình làm bài không sai chỗ này cũng sai chỗ kia, mà sai toàn mấy cái lỗi ngớ ngớ không à. Đó, giống như cô lúc nãy đúng không, cũng ngớ ngớ luôn. Ở chỗ này cô nói dấu cộng, ở dưới cô nói dấu trừ. Cái miệng nói dấu trừ, cái đầu nghĩ dấu trừ, nhưng cái tay viết dấu cộng. Đó, mình đâu có biết mình sai ở đâu đâu các em. Cho nên lúc nào mình làm xong mình cũng thử lại bằng máy tính nha. Mỗi lần mà cô chấm bài cho các em á thì cô phát hiện ra rất là nhiều cái lỗi sai, mà cô gọi đó là cái lỗi ngớ ngớ đó ha. Đó, mà đặc biệt là những bạn học giỏi các em. Các em biết vì sao mà cô nhìn vô bài là cô biết học giỏi không? Tại vì các em làm được câu VS nè. Đó, rồi các em làm được cái câu C bài hình, rồi các em làm được cái bài toán điểm 10 thì em học giỏi rồi đúng không nào? Nhưng mà cũng sai những cái lỗi rất là mắc cười. Ví dụ như thế này, 3x trừ đi x là bằng 2x đúng không? Không, ghi số 2. Đó, nhiều khi tự nhiên á đánh rơi cái x ở đâu rồi không biết á các em ha. Đó, cho nên là sau khi làm xong, dù các em đang ở trình độ nào, trung bình, khá hay là giỏi, thì cũng lấy ra 30 giây để mà thử lại kết quả nha. Tại vì kỳ thi sắp tới rồi cho nên là cô nhắc kỹ lại chỗ này một tí xíu nha. Cô cũng áp lực thay cho các em luôn á. Rồi bây giờ chúng ta đi qua tiếp bài số 2 nào. Bài số 2 thì người ta cho mình một cái đường thẳng D với một cái parabol B ha. Yêu cầu chúng ta vẽ đồ thị này thì có một điểm. Một số tỉnh thì sẽ có cái dạng câu hỏi này, còn một số tỉnh thì không có. Nhưng mà cũng không biết là năm nay có ra hay không. Đó, cho nên là các em cứ học đi ha. Mình học thà dư chứ đừng để thiếu. Lỡ vô phòng thi mà thiếu thì không biết lấy ở đâu mà đáp vô ha. Khi vẽ đồ thị thì mình sẽ chia hai cái bảng ra. Một bên á là mình sẽ trình bày những cái yếu tố của đồ thị, còn một bên mình vẽ đồ thị. Và trước khi mà các em vẽ đồ thị thì các em phác họa ngoài giấy nháp trước nha, chứ đừng có vẽ vào bài thi xong rồi gạch xóa thì nhìn nó rất là dơ các em ha. Khi mà các em đi thi á thì thầy cô sẽ thu lại cái đề này, cho nên để làm cái câu này á, thì các em chịu khó chúng ta ghi cái đề bài lại nha. Đó, mình vẽ đồ thị gì đây? Đây, y bằng x bình đó. Và mình có mấy dấu cộng các em? 1, 2, 3 dấu cộng nha. Dấu cộng đầu tiên là gì nào? Góc tọa độ. Góc tọa độ của mình là gì? Điểm O có tọa độ không? Không, không. Rồi tiếp theo đó là trục đối xứng ha. Trục đối xứng. Trục đối xứng cô viết tắt ha. Đó là trục gì em? Trục O, OI. Và dấu cộng thứ ba đó là bảng giá trị ha. Để vẽ cái parabol được đẹp á thì các em tìm cho cô 5 điểm nha. Đây. Ở đây mình có x nè, y nè. Ở giữa là mình ghi 0 0. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy x bằng mấy em? X bằng 1 ha. X bằng 1, 1 bình phương, y bằng mấy? Y bằng 1. Đó. Rồi bên đây chúng ta sẽ lấy mấy đây? Trừ 1 các em ha. 1 trừ 1 2 trừ 2 nha. Rồi trừ 1 bình phương cũng là 1. Hoặc là các em nói là nó đối xứng qua gì? Đối xứng qua trục OI. Cho nên đây 1 thì ở đây cũng 1. Đó, còn không biết đối xứng thì thôi, cứ thay vô thôi. X bằng trừ 1 thì y bằng 1. Tiếp tục thế, x bằng 2. 2 vô đây hay bình phương bằng 4, y bằng 4, được không? Rồi bên đây trừ 2. Trừ 2 bình phương bằng 4, y bằng 4. Được không em?
Rồi, cô xóa cái này ha. Chúng ta mang cái bảng giá trị đi xuống phía dưới này. Trước khi mà các em vẽ đồ thị á, thì các em xem cái bảng giá trị của mình nè. X của mình là trừ 2 với 2. Còn y đây lớn nhất là bằng 4 đúng không? Bằng 4 tức là chúng ta sẽ vẽ cái phần ở phía trên nhiều hơn. Rồi ở đây chúng ta vẽ nè. Phía trên nhiều hơn thì cô sẽ vẽ thiên về phía trên một tí nha. Góc tọa độ của mình là điểm O nè, trục OX nè, trục O, OY nè. Rồi chia các điểm ra cho cô đi. Chia ra những cái đoạn bằng nhau ha. Khi làm bài là các em dùng thước nha. Sau đó chúng ta sẽ điền tọa độ của các điểm này vào các em ha. X bằng trừ 2, y bằng mấy? Y bằng 4. Trừ 1 nè, trừ 2 nè. Đây, trừ 2 ở đây ha. Đó, 4 của mình ở đây. 1, 2, 3, 4 nè. Đó. Ở đây được chưa nhỉ? Một điểm nè. X bằng trừ 1. Y bằng mấy em? Y bằng 1. Đây, mình có số 1 ở đây ha. Trừ 1 đây. Rồi lấy đối xứng qua. Đối xứng qua hoặc là các em điền vô. X bằng 1, Y bằng 1. X bằng mấy em? X bằng 2, Y bằng 4 ha. Đó. Mình có 1, 2, 3, 4, 5 điểm các em nhé. Khi đi thi thì các em nên dùng thước parabol để chúng ta vẽ lên cho nó đẹp các em ha. Và nhớ là phải vẽ đường cong nha. Có nhiều bạn là vẽ như thế này nè. Đó, vẽ như thế này là người ta gạch, không có cho điểm đâu nha. Rồi, để cô sửa lại cái này nè. Như vậy ở đây cô, cái điểm của này nó hơi bị lệch một tí xíu nè. Sau khi vẽ xong thì các em ghi tên của cái đường cong này vào ha. Cái này là gì? Parabol y bằng x bình. Như vậy ở đây chúng ta ghi là parabol y bằng x bình. Đấy, như vậy là chúng ta xong cái câu vẽ đồ thị nha. Bây giờ chúng ta đi qua tiếp câu B nè. Thì bài yêu cầu chúng ta đi tìm các số nguyên m để d và b cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hành độ x mỗi hai thỏa mãn cái này một điểm. Sơ đồ của bài này thì gồm có mấy bước làm các em? Bước 1 là làm gì nào? Phương trình, đi viết phương trình hoành độ giao điểm đúng không nào? Rồi bước thứ hai là gì? Tìm điều kiện của m để gì em? Để cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt được không? Đó. Rồi gì nữa? Rồi bước thứ ba chúng ta sẽ sử dụng ví VS. Và bước thứ tư kết hợp tất cả điều kiện lại tìm m nguyên ha. Rồi, chúng ta đi giải câu này ha. Để cô thu gọn cái này lại đi. Dấu cộng thứ nhất, mình xét phương trình hoành độ giao điểm, mình cho hai cái y này bằng nhau các em ha. Ta có phương trình hoành độ giao điểm, cô viết tắt ha, của parabol P và đường thẳng D là, ở đây mình sẽ đưa cái x bình ra đằng trước các em ha, bằng nè
2x trừ đi m cộng. Nếu như mà các em chưa có biết làm cái VS này nè, thì các em làm cái bước này các em cũng có điểm. Rồi các em đi lập delta các em cũng có điểm. Ghi hệ thức VS các em cũng có điểm ha. Đó, cho nên là làm được bước nào các em cứ làm ha. Được bao nhiêu điểm thì mình mừng bấy nhiêu. Chứ đừng có thấy cái này ghê quá cái không làm cái bỏ luôn câu B rất là tiếc các em nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển cái này qua bên đây các em ha. Tương đương nè. Đó, mấy cái bước này các em làm được mà đúng không? Phương trình hoành độ giao điểm cái này các em học thuộc thôi. Cho hai cái y này bằng nhau. Rồi chuyển qua ha. Trừ đi 2x nè. Trừ m chuyển qua là cộng. Cộng m. Cộng 3 chuyển qua là trừ 3. Chuyển hết qua rồi thì bên phải còn gì không? Không còn gì cả thì cho bằng 0. Rồi đặt số 1. Đó. Các em cứ học thuộc hết tất cả các bước này rồi là các em làm được ha. Cô đã có riêng cái hai cái video về VS rồi, một cái là mất gốc, một cái là nâng cao hơn một xíu. Thì bạn nào mất gốc thì học bài mất gốc, còn bạn nào học khá hơn một xíu thì các em học cái video nâng cao ha. Phương trình số 1 này có hệ số A bằng mấy em? A bằng 1, B bằng mấy? Trừ 2, C bằng M trừ 3. Đó, bây giờ chúng ta có cái B này bằng trừ 2 là số chẵn ha. Như vậy lúc này chúng ta có B phải sẽ bằng mấy em? Mình chia cho 2 đi là còn trừ 1. Thấy cô tìm B phải là chắc chắn đi lập cái gì đây? Lập delta phải nha. Rồi, dấu cộng. Dấu cộng thứ 2. Đó, mình lập delta phải để tìm điều kiện để m để phương trình có hai nghiệm phân biệt nhé. Các em lập delta phải cho cô nào. Delta phải của mình bằng gì đây? B phải bình trừ đi AC. B phải của mình là mấy em? Trừ 1 bình A của mình bằng 1 C M trừ 3. Bằng tính qua nháp cho cô. 1 trừ đi M trừ với trừ thành cộng ha. 1 cộng với 3 bằng 4. 4 trừ đi 4 trừ đi M. Ở cái bước thứ hai này á, là chúng ta sẽ đi tìm điều kiện của M để cái delta phải này như thế nào em? Lớn hơn không? Tại vì delta phải lớn hơn không thì cái phương trình số 1 này mới có hai nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt thì D và B mới cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 x2. Các em hiểu không? Đó. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm điều kiện của M nhé. Và cách trình bày á, là chúng ta sẽ dựa vào cái đề bài này. Các em ghi nguyên cái câu này cho cô. Để D và B cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thì được không? Để nè, D và B này cắt nhau tại hai điểm phân biệt x1, x2 thì cái gì các em? Thì cái phương trình số 1 này phải có mấy nghiệm? Phải có hai nghiệm phân biệt ha. Thì phương trình 1 phải có hai nghiệm phân biệt của viết tắt x1, x2. Mà để cái phương trình số 1 này có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thì chúng ta tương đương với gì em? Khi và chỉ khi gì? Cái delta phải này của mình phải như thế nào? Phải lớn hơn hẳn không? Đó. Delta lớn hơn không, phương trình có hai nghiệm phân biệt. Phương trình có hai nghiệm phân biệt thì D và B cắt nhau tại hai điểm x1, x2 ha. Rồi, các em tương đương tiếp cho cô nào. Cái delta phải của mình á là 4 trừ đi M. Như vậy 4 trừ đi M phải lớn hơn 0 ha. 4 trừ đi M lớn hơn 0 thì M của mình sẽ như thế nào các em? 4 trừ đi M lớn hơn 0 nè. Như vậy chúng ta để trừ m lại lớn hơn, 4 chuyển qua là trừ 4. Chia cho số âm đổi chiều bất đẳng thức. Như vậy là m nhỏ hơn mấy? Trừ 4 chia trừ 1 bằng 4 ha. M nhỏ hơn 4. Tương đương, theo cô ghi. Bước 1 á, là chúng ta đi viết phương trình hoành độ giao điểm nè.
Bước 2 là đi tìm điều kiện của M để phương trình này có hai điểm phân biệt để D và B cách nhau tại hai điểm phân biệt giống như cái đề bài yêu cầu. Bước thứ 3 là mình sẽ làm gì các em? À VS ha. Đó có bước làm hết rồi các em. Có bước làm hết các em chỉ cần làm 3 đến 4 bài là các em nhớ tất cả những cái bước làm này ha. Mình sẽ ghi là theo hệ thức VS ta có cứ mỗi bước là các em có được 0,5 điểm, cho nên là chúng ta đừng có bỏ cái bước nào hết nha. Theo hệ thức VS thì các em có được điều gì? Tổng hai nghiệm nè, tích hai nghiệm nè. Ở đây mình có A bằng mấy đây? 1, B bằng trừ 2, C bằng M trừ đi 3. Tổng hai nghiệm là bằng mấy em? Trừ B chia A đúng không? Trừ của B là trừ 2 chia A bằng 1. Trừ của trừ 2 là bằng 2. Rồi tích hai nghiệm là C chia A. C của mình bằng mấy? M trừ đi 3 nè. A của mình bằng 1. Như vậy là M trừ đi 3 nhé. Như vậy là chúng ta xong bước thứ 3 rồi. Mình qua bước thứ 4 các em ha. Bước thứ 4 là theo cái yêu cầu của đề bài. Đây chúng ta phải thỏa mãn cái này nữa. Rồi để cô xóa cái này đi ha. X1 bình X2 cộng 2 nè. X2 bình X1 cộng 2. Nhỏ hơn bằng 10. Dấu cộng thứ tư thì các em có thể ghi là theo đề bài ta có hoặc là theo giả thiết ta có ha. Theo đề bài ta có. Đó. Cái này là theo đề bài ha. Rồi. Tương đương cho cô nè. Nhân hết cái này vô. Đó. Để chúng ta nhóm như thế nào đó để ra được tổng với lại tích như thế này các em nhé. Nhân vô cho cô đi nào. X1 bình nhân với X2 ha. Rồi, cộng với gì? 2X1, 1 bình. X2 bình nhân X1 cộng với lại 2X2 bình. Chuyển số 10 qua luôn. Bé hơn bằng 0. Ở đây mình có X1 bình nhân với X2. Ở đây thì có X1 nhân với X2 bình. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có gì em? X1 bình tức là X1 nhân X1 rồi nhân X2 đúng không? Có ở đây X2 nhân X2 rồi nhân X1. Như vậy bây giờ cô muốn đặt cái này ra làm nhân tử chung nè. Rồi cô muốn đặt cái này ra làm nhân tử chung nè. Được không? Như vậy còn lại gì em? Còn lại X1 với lại X2 nhé. Đó. Như vậy các em thấy nó ra được cái tích chưa? Đó. Thấy không? Rồi tương đương nha. Cô sẽ làm cái này trước nè. Đó. Cô đặt x1 nhân với x2 thì cái này còn lại gì? Còn lại x1. Còn cái này còn lại gì em? À, cộng với lại x2 ha. Tiếp theo thì cô sẽ nhóm cái này lại nha. Cô có 2x1 bình nè cộng với là 2x2 bình. Trước tiên thì cô có số 2 chung rồi đúng không? Như vậy cô đặt số 2 ra thì còn lại x1 bình cộng với x2 bình. Và mình có cái công thức x1 bình cộng x2 bình thì bằng gì các em? À bằng x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 2 lần x1 x2 đúng không? Công thức này trong bài VS cô đã dạy ha. Như vậy ở đây chúng ta bằng với gì các em? 2 nè. Đó, x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 2 lần x1 x2 đúng không? Đó, bây giờ các em thấy x1 cộng x2, x1 nhân x2 chưa? Cô xóa mấy cái này ha. Có một số cái công thức mà các em cần phải ghi nhớ thì chúng ta mới làm được bài VS nha.
Như vậy lúc này cái 2x1 bình cộng với 2x2 bình là bằng cái này đúng không? Cô sẽ nhân cái số 2 vào luôn nhé. Rồi như vậy ở đây chúng ta cộng nè, 2 dì em, 2x1 cộng x2 tất cả bình nè, 2 với 2 là 4, trừ đi 4, x1 x2 trừ đi 10 bé hơn bằng 0. Tới đây thì khỏe rồi đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần thay số vào thôi. X1 nhân x2 thay bằng cái này, x1 cộng x2 thay bằng cái này, x1 cộng x2 thay bằng cái này, x1 nhân x2 thay bằng cái này. Đó, như vậy chúng ta không còn x1 x2 nữa mà mình sẽ thay vào gì các em? Thay vào bằng những con số này nhé. Tương đương nè, x1 nhân x2 thay bằng m trừ đi 3 ha. X1 cộng x2 thay bằng 2 nhân 2 cộng với 2. X1 cộng x2 thay bằng 2. Đó, mà cái này bình phương thì chúng ta bình phương lên ha, trừ đi 4. X1 nhân x2 thay bằng m trừ 3, trừ đi 10 bé hơn bằng 0. Tương đương nè, m nhân với 2 là 2m trừ đi 6 nè, 2 phương là 4, 4 2 là 8, trừ đi 4m nè, trừ với trừ thành, cộng 12 trừ đi 10 bé hơn bằng 0. Tương đương tiếp cho cô nè, tính cái m trước là trừ 2m ha. Rồi bên đây, trừ 6 cộng 8 là bằng 2 nè, 2 cộng 12 là 14, 14 trừ đi 10 còn 4, cộng với 4 nhỏ hơn bằng 0. Như vậy lúc này chúng ta có m như thế nào các em? Trừ 2m cộng 4 nhỏ hơn bằng 0, trừ 2m nhỏ hơn mấy? 4 chuyển qua là trừ 4 các em ha. Chia cho số âm đổi chiều bất đẳng thức. Như vậy ở đây chúng ta có m lớn hơn bằng trừ 4 chia trừ 2 là bằng 2. Tương đương m lớn hơn bằng 2. Đó. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ kết hợp điều kiện các em ha. Mình có m lớn hơn bằng 2 nè, để cô ghi ở đây nha. M lớn hơn bằng 2. Rồi m của mình phải như thế nào em? Nhỏ hơn 4 nè. Tại vì nhỏ hơn 4 thì cái delta phẩy này mới lớn hơn 0 thì mới có hai nghiệm phân biệt được. Đó. Như vậy là m nhỏ hơn 4. Hết chưa các em? Hết rồi nha. Đây. Như vậy thì kết hợp điều kiện thì chúng ta suy ra được điều gì các em? Kết hợp điều kiện ta có, cô ghi tắt chỗ này ha, kết hợp điều kiện nè, thì cái m của mình á nó phải như thế nào em? Nó nhỏ hơn 4, nhưng mà như thế nào? Phải lớn hơn bằng 2 ha, lớn hơn bằng 2. Mà ban đầu á, để bài yêu cầu chúng ta là tìm gì các em? Tìm m là số nguyên đúng không? Như vậy lúc này chúng ta ghi vô, vì m là số nguyên nên m của mình gồm có những giá trị nào các em? Số nguyên tức là -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 đó các em ha. Như vậy ở đây m lớn hơn bằng 2 thì lấy số 2 nè. Rồi tiếp theo là số 3 nè. Có lấy số 4 được không em? Không có lấy số 4 tại vì ở đây không có dấu bằng. Bỏ số 4 đi, như vậy có 2 giá trị thôi nha. Đó, mình ghi là 2, 3. Được không? Như vậy mình đã hoàn thành bài số 2 các em ha. Mình có được 2 điểm nữa. Tổng cộng là chúng ta có được 5 điểm rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm 5 điểm nữa nào. Bài số 3 là một bài toán thực tế 1 điểm rưỡi luôn. Các em đọc đề cùng với cô nha. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khẩu trang chống dịch COVID-19 theo kế hoạch, bài toán này là bài toán theo kế hoạch với lại thực tế rồi đó. Hai tổ sản xuất của một nhà máy dự định làm, thấy con số quanh tròn lại 720.000 khẩu trang do áp dụng kỹ thuật mới nên tổ 1 đã sản xuất vượt kế hoạch 15%.
Cái này các em sửa lại cho cô là tổ 1 với lại tổ 2 nha. Tổ 2 thì vượt kế hoạch gì em? 12%. Đó. Vì vậy mà họ đã làm được được cái này, chừng này. Hỏi theo kế hoạch thì số khẩu trang của mỗi tổ sản xuất được là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ đọc đề lại một lần nữa và phân tích cái đề này nha. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khẩu trang chống dịch Covid á, thì theo kế hoạch hai tổ sản xuất, ở đây mình có hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là tổ 1, đối tượng thứ hai là tổ 2 các em ha. Và theo kế hoạch thì làm 720.000 khẩu trang. Nhưng mà sao các em? À, thực tế thì làm được 819.000 khẩu trang. Đó. Như vậy là ở đây chúng ta có gì em? Theo dự định với lại thực tế nữa ha. Và đề bài hỏi mình theo kế hoạch á, thì số khẩu trang của mỗi tổ, tức là tổ 1 sản xuất bao nhiêu cái, tổ 2 sản xuất bao nhiêu cái ha. Bài này thì các em lập hệ hay là lập phương trình các em đều làm được ha, và cũng đều đơn giản như nhau. Đầu tiên thì cô sẽ hướng dẫn các em lập bảng nha. Có bảng là chúng ta làm được bất kỳ bài nào luôn. Mình sẽ có hai hàng với lại hai cột các em. Ở đây mình có hai đối tượng, đó là gì em? Tổ 1 với tổ 2 đúng không? Hỏi theo kế hoạch này số khẩu trang của mỗi tổ sản xuất. Như vậy ở đây chúng ta có tổ 1 với tổ 2. Và chúng ta có gì em? Kế hoạch ha. Số sản phẩm theo kế hoạch, còn cái này là thực tế nè. Đó. Cô ví dụ kế hoạch với thực tế như thế này ha. Thông thường thì trong đời sống hàng ngày thì chúng ta sẽ sử dụng là dự định. Ví dụ như em dự định là một tuần trước khi thi em sẽ giải được 7 đề. Nhưng mà sao? Em học giỏi, học thật chăm nên em giải được 10 đề. Vượt cả kế hoạch nha, vượt cả dự định ha. Vì ở cái bài này đề bài không có yêu cầu chúng ta là giải bằng cách là lập phương trình hoặc là lập hệ phương trình, cho nên chúng ta chọn cái nào cũng được nha. Và ở đây cô sẽ ưu tiên là giải hệ nha, tại vì dù sao giải hệ nó cũng dễ hơn. Và cái bài đối với bài toán này á thì chúng ta giải hệ nó cũng đơn giản hơn các em ha. Đó. Còn những cái bài như quãng đường vận tốc thời gian thì chúng ta sẽ lập phương trình nha. Lập hệ thì chúng ta sẽ có hai ẩn, ẩn x và ẩn y. Ở đây cô gọi cái số khẩu trang theo kế hoạch của tổ 1 là x ha. Đó, số sản phẩm theo kế hoạch của tổ 1 là x. Như vậy của tổ 2 là gì các em? Của tổ 2 là y nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ dựa vào đề bài để tìm ra số sản phẩm thực tế mà tổ 1 làm được, số sản phẩm thực tế mà tổ 2 đã làm được nha. Trước khi làm cái bài này thì cô sẽ đưa cho các em một cái ví dụ như thế này nha, để cho các em dễ hiểu rồi chúng ta mới áp dụng vào bài làm nha. Cũng cái ví dụ lúc nãy ha, nhưng mà bây giờ cô sẽ thay đổi một tí xíu. Đó là dự định á, một tuần trước khi thi thì em sẽ làm 7 đề. Nhưng mà bây giờ thực tế trước khi thi thì em đã làm vượt 20%. Bây giờ cô hỏi em là ủa vậy em làm được bao nhiêu đề? Em có trả lời được không? Bây giờ cô hỏi các em như thế này nha. Em dự định là em làm 7 đề đúng không? Và khi em hoàn thành được 7 đề thì hiệu suất công việc của em là bao nhiêu? Có phải là 100% không? Đó. Khi mà em làm đến đề số 7 thì em nói là à, mình đã hoàn thành 100% công việc rồi. Nhưng mà thôi, mình còn 2 ngày nữa, bây giờ mình làm thêm đi. Và khi mà các em làm thêm như vậy thì thực tế em đã vượt được 20%. Đó, được không? Các em hiểu chỗ này không? Em dự định là làm 7 đề. Khi em hoàn thành 7 đề thì em sẽ được 100% công việc. Thì em nói à, kế hoạch dự định mình đề ra là 7 đề và mình đã hoàn thành 100% cái dự định đó rồi. Đó, bây giờ thôi còn dư thời gian chúng ta làm gì? Chúng ta làm thêm đề khác ha. Và khi mà các em làm thêm cái đề khác đó, tạo ra thêm sản phẩm thì sao các em? À, thì các em đã vượt cái kế hoạch, vượt cái dự định mà em đề ra. Và em vượt bao nhiêu? Vượt 20%. Như vậy lúc này thực tế em đã làm được bao nhiêu phần trăm các em? À, 100% cộng với 20% này nữa, tức là thực tế em đã làm được 100%
100% cộng với 20% là bằng bao nhiêu? 120% các em ha. Và để tìm được cái số đề thực tế mà em đã giải được thì chúng ta làm như thế nào các em? 7 đề tương ứng với 100%. Bây giờ 120% thì tương ứng với bao nhiêu? Bao nhiêu đề? Vậy thôi ha. Mình sẽ nhân chéo chia, chia ngang. Đó. Mình lấy 120 mình nhân cho 7 nè. Đây. Mình lấy 120 mình nhân cho 7 nè, sau đó mình chia cho 100 thì mình giải được 8,4 cái đề. Đó. Mình giải được 8,4 đề ha. Con nói lại lần nữa nha. Dự định á là em làm 7 đề. Nếu em làm hoàn thành 7 đề thì em đã hoàn thành 100% công việc. Nhưng mà em thấy còn thời gian và mình cũng chưa hiểu bài lắm, thôi giải thêm. Nhưng mà em không biết giải bao nhiêu, nhưng mà em đã vượt 20% mà cái mà em đề ra. Như vậy thì lúc này cô hỏi em giải được bao nhiêu đề thì em lấy gì em? Em lấy cái 100% em cộng với lại cái số mà em vượt á là được 120% đúng không? Sau đó em lấy 120 em nhân cho 7 em chia cho 100 thì chúng ta được gì? 8,4 đề. Dạ thưa cô, em dự định làm 7 đề nhưng mà thực tế thì em đã làm được 8,4 đề ha. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái ví dụ này để giải cái bài này các em ha. Để cô xóa cái này đi. Đối với tổ 1, theo kế hoạch thì bao nhiêu các em? X sản phẩm. Như vậy lúc này thực tế là bao nhiêu? Mình sẽ dựa vào đề bài ha. Do áp dụng kỹ thuật mới nên tổ 1 đã sản xuất vượt kế hoạch. Như vậy theo kế hoạch nè. Theo kế hoạch là làm X sản phẩm. Nhưng mà thực tế thì sao các em? Thực tế thì vượt bao nhiêu? Vượt 15%, đúng không? Nếu như chúng ta làm hoàn thành 100 sản phẩm, 1.000 sản phẩm đi, thì chúng ta đã hoàn thành 100% công việc, đúng không? Phải không nào? Đó, hoàn thành 100% cái dự định mà chúng ta đề ra. Nhưng không, bây giờ vượt luôn 15% rồi. Như vậy vượt là sao các em? Cộng vô ha. Mình lấy 100% này mình cộng với lại 15% là được 115%. Và để tìm ra số sản phẩm thực tế mà chúng ta đã làm được thì mình lấy 115 nhân x chia cho 100 các em ha. 115 nhân x chia cho 100 được không nào? Đó. Rồi chúng ta rút gọn đi thì mình sẽ làm được 1,15 lần cái số sản phẩm mà chúng ta đề ra nhé. Nếu như cái dự định mà chúng ta đề ra đó là 2.000 sản phẩm thì ở đây lấy 1,15 nhân với 2.000 là tìm được số sản phẩm thực tế. Nếu như x ở đây chúng ta đề ra là 5.000 sản phẩm thì số sản phẩm thực tế là gì? 1,15 nhân với 5.000 đó ha. Đó, cho nên cô mới nói là gấp 1,15 lần nhé. Lần là nhân đó các em. Đó, như vậy lúc này chúng ta có ở đây là 1,15. Tương tự, đối với tổ 2 thì tổ 2 đã vượt kế hoạch bao nhiêu? 12%. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ thay 15 thành 12 các em ha. Như vậy là 1,12 nha. 1,12. Ê, được không nào? Đó. Thôi để cô làm lại nha. Theo kế hoạch á thì tổ 2 đưa ra y sản phẩm nè, và nếu như hoàn thành y sản phẩm thì sẽ đạt 100% công việc, nhưng mà tổ 2 đã vượt 12%. Đó, vượt 12% thì chúng ta sẽ lấy 100% cộng với 12% là được 112%. Để tìm số sản phẩm thực tế mà cái tổ 2 đã làm được thì lấy 112 nhân y chia 100 được 1,12 các em ha. Mà theo kế hoạch á thì hai tổ làm bao nhiêu cái khẩu trang các em? Theo kế hoạch này hai tổ sản xuất của một nhà máy dự định làm 720.000 khẩu trang đúng không? Đó. Cho nên tổ 1 làm x cái, tổ 2 làm x cái thì tổng của cả hai tổ sẽ là 720.000 các em ha. Như vậy ở đây chúng ta có phương trình thứ nhất là x cộng y bằng 720.000. Còn thực tế thì sao các em?
À, thực tế thì tổ 1 đã làm được 1,15x cái khẩu trang, tổ 2 làm được 1,12y cái khẩu trang, và tổng mà họ đã làm được là 819.000 ha. Như vậy chúng ta lấy cái này cộng cái này, 1,15x cộng 1,12y sẽ bằng 819, ba số 0. Đó, giải hệ này ra các em nha. Rồi, bây giờ cô xóa cái này đi. Chúng ta sẽ đi vào bài giải nha. Giải nè, mình sẽ phân ra một cái là gì em, một cái là theo kế hoạch, một cái là theo thực tế ha. Kế hoạch thì đầu tiên chúng ta sẽ gửi là số sản phẩm theo kế hoạch mà tổ 1 dự định làm, sau đó là tổ 2 dự định làm, từ đó chúng ta có được phương trình ha. Rồi tiếp theo chúng ta qua cái thực tế nè, là chúng ta có lời giải số 4 nè, lời giải số 5, lời giải số 6. Từ hai này chúng ta có hệ các em nhé. Dấu cộng đầu tiên nè, các em ghi cho cô gọi số khẩu trang, cô viết tắt ha. Cô phải ghi thành một dòng như thế này để cho các em dễ hiểu bài, nên cô sẽ viết tắt nhiều ha. Gọi số khẩu trang theo gì đây? Theo kế hoạch tổ 1 sản xuất là được không? Gọi số khẩu trang theo kế hoạch tổ 1 sản xuất là cô gọi là x ha. Rồi, để cô mang cái này đi đi ha, cô mang cái này xuống dưới đi. Các em tìm điều kiện của x cho cô đi, x của mình phải như thế nào các em? À, mình sản xuất 1, 2, 3, 4, 5 cái khẩu trang, chứ mình không thể sản xuất nửa cái khẩu trang hoặc là 1/3 cái khẩu trang được, đúng không? Như vậy cái khẩu trang, cái số khẩu trang này phải là số tự nhiên ha. Và cái sản xuất là phải sản xuất ra 1, 2, 3, 4, chứ không thể sản xuất ra trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, hoặc là không có cái khẩu trang nào, phải không nào? Như vậy là cái x của mình nó phải như thế nào em? À, phải lớn hơn không? Đó, số khẩu trang của mình phải lớn hơn không? Và cái số khẩu trang này phải như thế nào? À, hai tổ sản xuất mới được 720.000. Như vậy thì một tổ thôi thì phải nhỏ hơn gì em? Nhỏ hơn 720.000 nha. Đó, như vậy ở đây chúng ta có nè, cái đơn vị của mình đó là gì em? Khẩu trang nha. X của mình phải như thế nào? Phải là số tự nhiên. Và cái x này phải lớn hơn không? Nhỏ hơn 720.000. Có nói lại chỗ cái điều kiện ha, đơn vị của mình á là khẩu trang nè, rồi khẩu trang là phải 1, 2, 3, 4, 5 cái khẩu trang, cho nên nó phải là số tự nhiên, và mình sản xuất ra số lượng nó phải lớn hơn không và nhỏ hơn tổng của cả hai tổ sản xuất được nhé. Tương tự thì chúng ta có số khẩu trang theo kế hoạch của tổ 2 sản xuất là gì các em? Tổ 2 nha. Tổ 2 thì là gì em? Là Li, và đơn vị cũng như vậy nhé. Cũng là khẩu trang, Y thuộc số tự nhiên, và Y của mình lớn hơn không? Nhỏ hơn 720 ngàn. Lời giải thứ ba là chúng ta sẽ lấy X cộng Y để có được phương trình thứ nhất, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ ghi cái câu nè: theo kế hoạch hai tổ sản xuất của một nhà máy dự định làm 720.000 khẩu trang ha. Dấu cộng thứ hai mình ghi là theo kế hoạch của viết tắt ha, thì hai tổ sản xuất được bao nhiêu cái em? Được 720.000 khẩu trang của viết tắt, nên ta có phương trình của mình là x cộng y bằng mấy? 720. Phương trình này là phương trình
Các em đặt là phương trình số 1 nhé. Như vậy là cái phần kế hoạch mình đã xong ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái phần thực tế nha. Nếu như bạn nào không biết ghi lời giải cho cái phần thực tế á, thì các em có thể ghi nguyên cái đề bài nè: do áp dụng kỹ thuật mới nên tổ 1 đã sản xuất vượt kế hoạch 15%, nên chúng ta suy ra đó. Rồi tổ 2 vượt kế hoạch 12%, nên chúng ta suy ra. Dấu cộng tiếp theo nè. Theo thực tế thì số khẩu trang mà tổ 1 sản xuất được là bao nhiêu các em? 1,15x ha. Theo thực tế, số khẩu trang, cô viết tắt ha, tổ 1 sản xuất, cô viết tắt, được là, cô đọc lại ha. Theo thực tế nè, số khẩu trang tổ 1 sản xuất được là, nếu như mà cô ghi ra hết thì nó sẽ xuống ở dưới đây, làm cho cái bài của mình nó rất là dài, các em sẽ khó theo dõi nha. Thực tế thì tổ 1 đã sản xuất được bao nhiêu các em? 1,10 15x, đơn vị của mình là khẩu trang ha. Và theo thực tế thì tổ 2 sản xuất được là bao nhiêu? 1,10 12y. Thôi cô xóa cái này được rồi đấy nha. Xóa đi nha. Đơn vị của mình cũng là khẩu trang ha. Theo thực tế, số khẩu trang tổ 1 sản xuất được là 1,15x, tổ 2 là 1,12y. Và lúc này chúng ta có hai tổ sản xuất được là bao nhiêu các em? 819.000 nhé. Dấu cộng thứ tư nè. Vì theo thực tế, vì trên thực tế ha, số khẩu trang, cô viết tắt nha, cả hai tổ sản xuất được là bao nhiêu các em? 819.000, nên ta có phương trình. Phương trình của mình là hai này cộng lại, 115x cộng 1,12y bằng 819 3 số 0. Và chúng ta gọi đây là phương trình số 2 nhé. Tới đây thì đơn giản rồi ha. Từ 1 và 2 chúng ta có hệ phương trình. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình, của viết tắt. Hệ phương trình của mình là x cộng y bằng 720100 3 số 0. 1,15x cộng 1,12y bằng 819000. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình này ra các em ha. Bấm máy tính được không? Chúng ta chỉ bấm máy tính để thử thôi nha, chứ không được bấm máy tính nha. Phải giải cái hệ này ra các em nhé. Mình sẽ giải cái hệ này bằng phương pháp cộng đại số nha. Bây giờ để muốn triệt tiêu một trong hai cái ẩn x hoặc ẩn y thì chúng ta sẽ làm gì? Mình sẽ nhân phương trình số 1. Nếu em muốn bỏ cái x thì chúng ta sẽ nhân phương trình trên với 1,15. Nếu em muốn bỏ ẩn y thì chúng ta sẽ nhân phương trình trên với 1,12 nha. Thôi bây giờ chúng ta bỏ y đi nha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nhân cái phương trình này cho 1,10 15, và cái phương trình này thì chúng ta để nguyên nhé. Tương đương các em. Đây. 1,15x cộng 1,15y ha. 1,15y bằng, rồi bấm máy tính nè. 1,15 nhân 720 828.000. 828.000. Rồi cái ở dưới ghi lại ha, x nè, 1,12y nè bằng 819000. Bây giờ
để triệt tiêu đi cái biến x này đúng không? Thì chúng ta sẽ làm gì em? Mình lấy hai cái phương trình này mình trừ trừ nhau nhé. Ở đây các em thấy này, 828 lớn hơn 819. Như vậy chúng ta sẽ lấy trên trừ dưới nha. Đó. 1,15x trừ đi 1,15x là bằng 0. Lấy 1,15 trừ đi 1,12 là 0,03. Nhớ là phải còn chữ y nha, 0,03. Có nhiều bạn 0,03 không à. Đó, y bằng 28 trừ đi 19 là còn 9 ha. Như vậy đây chúng ta còn lại 9 nha. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ ghi lại một phương trình, nhưng mà chúng ta sẽ chọn một cái phương trình nào đơn giản nhất. Mình sẽ chọn cái này các em ha. X cộng y bằng 720 ngàn. Đó. Rồi, tương đương tiếp nè. Mình lấy 9.000 chia cho 0,03. Cô mang cái này trong đây xíu. Y bằng, lấy 9.000 chia 0,03 ha. Sau đó chúng ta có y rồi, mình tìm gì em? Tìm x đúng không? Mình sẽ chuyển cái này qua. X của mình sẽ bằng nè, 720000 trừ đi gì em? Trừ đi y nha. Đó. Cô ghi một lần, sau đó chúng ta sẽ bấm máy các em nha. Trừ đi. Mình lấy 9.000 này chia cho 0,03 bằng 300.000 một cái nha. 300.000. Rồi, có y bằng 300.000, cô ghi vô đây. Rồi mình trừ đi mấy em? 300 ha. Đó. Lúc này chúng ta có được y bằng x bằng, trời ơi, hết chỗ rồi, 420.000. Y của mình là 300.000 nè. Cái này là 420.000. Thỏa mãn hay không các em? Lớn hơn 0 là cái thứ nhất ha. Số tự nhiên đúng không? Đúng luôn. Và nhỏ hơn 720.000 đúng không? Đúng luôn ha. Đó. Như vậy thì lúc này chúng ta kết luận ha. Phải kết luận các em nhé, chứ không phải tới đây là dừng nha. Rồi các em kết luận vào cho cô đi nè. Thôi cô đọc các em kết luận nha. Thỏa mãn điều kiện nè. Rồi các em, vậy cho cô nè. Người ta hỏi mình là số khẩu trang theo kế hoạch tổ 1 sản xuất được, số khẩu trang theo kế hoạch tổ 2 sản xuất được. Đó, các em kết luận cho cô ha. Vậy số khẩu trang theo kế hoạch mà tổ 1 sản xuất được là 420.000 chiếc khẩu trang ha. Còn của tổ 2 là 300.000 khẩu trang nhé. Sau khi mà học với cô xong á, thì các em dành ra 10 phút đọc lại cái đề này, tự lập bảng, sau đó tự giải lại cho cô xem thử là mình đã trình bày cái bài này được chưa các em ha. Và sau khi làm xong á, thì các em lấy máy tính ra thử lại cái hệ này có đúng là x bằng 420.000, y bằng 300.000 hay không nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bài số 4, bài hình. Một cái bài toán mà rất là nhiều bạn mong đợi ha. Và bài của đề này cũng rất là hay nữa, cho nên cô sẽ giải chi tiết cho các em nha. Rồi, các em đọc đề và vẽ hình cùng với cô nào. Cho nửa đường tròn tâm mô có bán kính là 3 cm, có đường kính là AB nè. Gọi C là điểm thuộc nửa đường tròn sao cho. Khi vẽ hình các em chú ý cái này nhé, AC phải lớn hơn BC. Cô lấy một cái hình ha. Đó. Rồi. Tâm nè. Nửa đường tròn thôi, cho nên cô sẽ vẽ một đường tròn rồi cô xóa đi.
Còn các em vẽ bằng con 3, cho nên là các em vẽ nửa đường tròn thôi nhé. Đường tròn có tâm là O nè, có đường kính là AB ha. Rồi, gọi C là điểm thuộc nửa đường tròn sao cho AC lớn hơn BC. Nếu mình vẽ C ở đây thì AC sẽ bằng BC các em ha. Còn vẽ ở đây thì AC sẽ nhỏ hơn BC. Cho nên chúng ta sẽ vẽ C lệch qua cái điểm giữa một xíu nha. Đây. Đó, rồi sau đó chúng ta nối AC. Nối BC. Sau đó chúng ta vẽ OD vuông góc với lại AC, D thuộc AC, OD vuông góc với AC. Như vậy lúc này chúng ta có D là gì các em? À, D là trung điểm ha. Đó, tính chất gì đây? Đường kính vuông góc với dây cung ha. Đó. Hoặc các em không nhớ thì các em cứ dựng OD vuông góc với AC bình thường thôi nhé. Rồi, sau đó mình vẽ CE vuông góc với lại AB. CE vuông góc với AB. CE nè. Vuông góc với AB. Tiếp tuyến tại cái điểm B này của nửa đường tròn cắt tia AC, như vậy kéo dài AC ra. Cắt tại đâu các em? Tại F ha. Tiếp tuyến thì cái tiếp tuyến này phải gì em? Tiếp xúc với đường tròn và vuông góc với lại AB nhé. Đó. Mình có tiếp tuyến thì phải vuông góc với đường kính, vuông góc với bán kính ha. Câu tóm tắt lại đề bài nhé. Cho nửa đường tròn có tâm là O, đường kính là AB. Nhớ vẽ nửa đường tròn, không được vẽ nguyên một đường tròn các em ha. Rồi tiếp theo gọi C là điểm thuộc nửa đường tròn sao cho AC lớn hơn BC. Phải vẽ AC lớn hơn BC nha. Sau đó mình dựng tiếp OD vuông góc với lại AC, dựng CE vuông góc với lại AB. Và cuối cùng là tại cái điểm B này chúng ta dựng một cái tiếp tuyến ha. Tiếp tuyến thì phải tiếp xúc với đường tròn và vuông góc với lại đường kính, được không? Rồi, và cái tiếp tuyến này cắt cái tia AC, kéo dài AC ra, cắt nhau tại F. Như vậy là chúng ta vẽ xong hình ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chứng minh câu A các em ha. Chứng minh tứ giác ODCE là tứ giác nội tiếp. Để cô chấm bốn cái điểm này lên cho các em thấy nổi bật ha. O nè, D nè, C nè, E nè. Đó, chứng minh cái tứ giác ODCE nội tiếp cho cô nè. Ở đây mình có cái góc D này bằng 90, góc E này bằng 90. Tổng hai góc 180 mà hai góc ở vị trí đối nhau nữa. Như vậy là gì em? À, theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp thì chúng ta suy ra ODCE nội tiếp nhé. Vì câu này dễ cho nên cô sẽ không có lập sơ đồ mà mình sẽ đi giải luôn các em nhé. Giải nè. Theo đề bài thì vì sao mình có góc ODC này bằng 90 độ các em? À, vì mình có OD vuông góc với AC đề bài cho, đúng không? Rồi ở đây ghi ta có nè. OD vuông góc với AC theo giả thiết đó. Cho nên suy ra cái góc ODC bằng 90 độ. Tương tự đề bài cho CE vuông góc với gì em? Vuông góc với AB ha. CE vuông góc với AB theo giả thiết. Cho nên suy ra cái góc gì em? OEC bằng 90 độ. Mình đã có được hai cái góc này bằng 90 độ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét cái tứ giác này các em ha.
xác tứ giác của viết tắt ha. O, D, C, E. Ta có gì các em? Mình có hai góc này cộng lại ha. O, D, C cộng O, E, C bằng 90 cộng 90 bằng 180 độ. Mà hai góc này như thế nào nhỉ? Các em phải ghi đầy đủ các ý như thế này nha. Mà hai góc này ở vị trí của viết tắt đối nhau. Đó, từ đây chúng ta suy ra cái tứ giác O, D, C, E là tứ giác nội tiếp. Cái này là theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp ha. Ở đây thì cô viết tắt để tiết kiệm thời gian cho các em, với lại làm cho cái bài của mình nó ngắn gọn thì các em cũng dễ theo dõi. Còn khi đi thi thì các em không được viết tắt nha. Các em có thể viết tắt cái từ giả thiết nè, có thể viết tắt cái từ dấu hiệu nhận biết. Nhưng mà tứ giác này, tứ giác nội tiếp, mấy cái từ này nè, không có được viết tắt nha. Mình đi qua tiếp câu B các em ha. Để cô mang cái hình đi xuống dưới nè. Dạng bài của câu B đó là chứng minh hai góc bằng nhau. Góc OCD, để cô vẽ thêm cái đoạn này nha. Góc OCD. Đây. Màu tím đi. Đó. Với lại góc CBF. CBF chính là cái góc này các em ha. Để cô vẽ lại cái góc vuông này đi cho nó khỏi nổi bật. Đó. Rồi mình tô cái này thành màu đỏ đi. Mình đã qua câu B rồi cho nên sẽ không dễ dàng chứng minh trực tiếp hai góc này bằng nhau được đúng không? Mà chúng ta sẽ đi bắt cầu. Rồi cô ghi ra đây ha, chứng minh góc OCD bằng góc CBF. Như vậy các em xem thử góc OCD bằng góc nào và CBF bằng góc nào nè. Các em nhìn ra chưa? Ở đây cô có cái góc CBF nè, góc tạo bởi tia tiếp tuyến đúng không? Với lại dây cung BC thì cô có cái góc này là sao em? À, góc này nó chắn cung BC. Nó có số đo bằng gì nhỉ? Bằng 1/2 số đo của cung BC đúng không? Đó. Rồi, mà cô có cái góc này nè. Đây, nó là góc nội tiếp chắn cung gì em? Chắn cung BC đúng không? Đây, nó bằng với lại cái góc CAB. Đây. Đó, tới đây thì các em nhìn ra chưa? Cô nói lại nhé. Để chứng minh được hai cái góc này bằng nhau thì chúng ta phải tìm ra được một hoặc là hai góc trung gian nào đó cùng bằng hai cái góc này. Và ở đây cô thấy rằng là người ta cho mình cái tia tiếp tuyến này nè để làm cái gì chúng ta chưa sử dụng đúng không? Thì cô thấy rằng cái góc này đó chắn cái cung gì em? Chắn cung BC đó. Mà cái góc này cũng chắn cung BC. Bây giờ chúng ta xem thử, dĩ nhiên là hai góc này bằng nhau rồi đúng không? Bây giờ chúng ta xem thử liệu rằng góc này có bằng góc này hay không. Đó. Còn nếu mà góc này không bằng góc này á thì chúng ta lại đi tìm tiếp một cái góc nào đó nữa mà bằng với góc này để cho cái góc này bằng với cái góc trung gian kia. Đó. Ta cứ bắt cầu như vậy các em ha. Và ở đây thì mình thấy rõ ràng là cái góc A với góc C này bằng nhau đúng không em? Tại vì sao? Vì OA với OC là bán kính của đường tròn tâm O đúng không? Đó. Cho nên lúc này chúng ta có tam giác này cân tại O. Mà cân tại O thì góc này bằng góc này là chắc rồi. Đó. Nên lúc này chúng ta có cái góc CAB nó lại bằng gì em? À, bằng với cái góc OCD. Vì cái tam giác OAC cân tại O. Đó. Như vậy cái góc trung gian là cái góc này các em ha. Cái câu B này thì chúng ta sẽ trình bày mấy bước các em. Bước đầu tiên mình sẽ chứng minh cái tam giác AOC cân tại O ha, để có được hai cái góc này bằng nhau. Rồi sau đó chúng ta sẽ chứng minh cái góc A này lại bằng cái góc B này các em ha. Được không?
góc A bằng góc B. Đây, đó, được không nào? Rồi, sau đó là gì nữa? À, 1, 2, 3 này bằng nhau, suy ra hai cái góc này bằng nhau đều phải chứng minh. Các em thấy câu B này có dễ không? Cũng chưa có khó lắm đúng không nào? Tại vì cái bài hình này có tới 4 câu lận, cho nên á là câu B cũng chưa phải là cái câu nâng cao lắm đâu nha. Giải ha. Rồi, ý đầu tiên chúng ta chứng minh tam giác này cân. Chứng minh tam giác này cân thì các em phải xét nửa đường tròn ô. Mình làm ở đâu thì mình phải xét ở đó các em ha. Xét nửa đường tròn ô ta có nè. Đó. Rồi, mình có gì các em? Hai cái bán kính OA với OC bằng nhau. OA bằng với lại OC cùng bằng R ha. Và R đề bài cho mình là 3 cm nè. Đó. Cho nên chúng ta suy ra cái tam giác OAC cân tại đâu các em? À, cân tại O. Mà khi cái tam giác này cân tại O thì cái góc này bằng với góc này đúng không? Đó. Nhưng mà khi các em lưu ý cho cô, làm bài các em lưu ý cho cô nè. Cái góc của mình á, ở trong cái tam giác này á, là góc CAO đúng không? Góc CAO nè. Đó, nhưng mà tí xíu chúng ta cần là chúng ta cần cái góc lớn này nè. Đây, cái góc mà mình chứng minh được là góc này đúng không? Nhưng mà chúng ta cần là cần cái góc lớn này nè các em. Đó, cho nên lúc này chúng ta sẽ có góc CAO chính là góc CAB các em ha. Và tương tự, cái góc OCD của em chính là góc nào các em? Chính là góc OCA ha. Đó, rồi như vậy cái này là OCA, mà OCA chính là OCD ha. Đó, các em hiểu chỗ này không? Khi mà chứng minh một bài toán hình á, thì các em dành một chút thời gian vẽ cái sơ đồ bên ngoài cho cô, xem thử mình chứng minh, mình cần chứng minh góc nào bằng góc nào, tam giác nào đồng dạng với tam giác nào. Đó, ví dụ như vậy, để cho cái bài của mình khi mà chúng ta trình bày vô thì nó sẽ sạch đẹp. Như vậy ở đây chúng ta suy ra được điều gì? À, mình có cái tam giác này cân tại O ha. Cho nên chúng ta suy ra nè. Các em có thể suy trực tiếp hai góc này bằng nhau cũng được. Còn không, để đầy đủ hơn ha, thì chúng ta sẽ suy ra hai góc này bằng nhau, rồi suy tiếp ra hai góc này bằng nhau ha. Đó, suy ra góc CAO sẽ bằng góc OCA. Đó, hay. Đó. Hay là cái góc CAB sẽ bằng góc OCD, được không? Và cô gọi cái này là số 1 nha. Tiếp theo chúng ta sẽ chứng minh cái ý thứ hai. Và cái ý thứ hai này chúng ta cũng chứng minh ở đâu các em? Ở nửa cái đường tròn ô này. Cho nên chúng ta có ý thứ nhất nè, ý thứ hai. Mình khỏi cần phải ghi lại cái câu này các em nhé. Mình có điều gì các em? Mình có cái góc CAB đúng không? Bằng với góc nào? Bằng góc CBF. Đó. Mở ra, mở ngoặc ra giải thích cho cô. Góc CAB là góc nội tiếp chắn côn BC. Góc CBF là góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây côn BC cùng chắn côn BC đúng không? Như vậy thì hai góc này bằng nhau vì sao? À, vì cùng chắn côn BC nhé. Góc nội tiếp. Và cái câu giải thích này các em học thuộc cho cô nha. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung BC, và cô gọi cái này là số 2 đi ha. Các em còn thấy không ha? Để cô mang cái này qua đây xíu. Mình có góc CAB thì bằng góc OCD, góc CAB thì bằng góc CBF. Như vậy chúng ta có OCD bằng CBF chưa? Có rồi ha. Từ 1 và 2 suy ra. Từ 1 và 2 mình suy ra gì em? Góc OCD bằng góc CBF, mở ngoặc ra, đều phải
thì phải chứng minh. Mình đi qua tiếp câu C em ha. Đó. Về nhà các em làm lại câu B cho cô 1 đến 2 lần nữa nha. Cho góc BAC, BAC, góc BAC là góc này các em ha, 30 độ. Tính diện tích cái phần tam giác ABF mà nằm ở bên ngoài cái đường tròn ô bán kính là 3cm này. Để cô copy ra một cái hình nữa ha, để chúng ta làm trên cái hình đó đi. Đề bài yêu cầu chúng ta đi tính diện tích cái phần tam giác ABF mà nằm ở bên ngoài các em ha. Đây, mình có cái tam giác ABF là tam giác lớn nhất ở đây nè, đúng không? Nhưng mà chỉ tính cái phần bên ngoài thôi. Đó, đường tròn của mình nằm ở đây. Đó, đúng không? Cái này là gì em? Bên trong đường tròn rồi, phải không? Như vậy bên ngoài đường tròn là chúng ta có cái phần này nè. Được không nào? Đó, bên ngoài là cái phần này nha. Rồi cô đánh dấu vào ha. Bên ngoài. Đó. Nhưng mà cái phần ở ngoài, cái phần CBF này á, nó gồm có CF, BF với lại cái cung này, thì chúng ta đâu có cái công thức nào để chúng ta tính được, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích của cái tam giác lớn này ha. Sau đó chúng ta trừ đi. Đó. Trừ đi cái phần ở phía trong đường tròn để suy ra cái phần ở phía ngoài nha. Để tính được cái diện tích nằm ở phía trong đường tròn á, thì các em suy nghĩ cho cô mình đã học những công thức tính diện tích nào rồi ha. Và những cái số mà đề bài cho thì chúng ta có tính được diện tích của các hình đó hay không nhé. Đề bài cho mình số đo của góc A là 30 độ. Như vậy các em có suy ra được số đo của cung BC không? Được đúng không? Rồi, đề bài cho mình bán kính chưa? Cho rồi. Đó. Có được hai cái này thì chúng ta có tính được diện tích của hình quạt này không? Được các em ha. Đó. Chúng ta hoàn toàn tính được cái diện tích hình quạt này nha. Đó. Để cô xóa bớt những cái đường thẳng mà chúng ta không cần tới ha. Rồi, thôi xóa cái này thôi. Đó, như vậy là chúng ta tính được diện tích cái hình quạt này đúng không? Phần còn lại của cái tam giác lớn ABF chính là gì các em? Tam giác CO, COA. Mà tam giác COA này chúng ta tính được không? Được đúng không? Tam giác này tam giác gì em? Tam giác cân tại O và có OD là đường cao nữa. Có cái góc này 30 độ nữa. Như vậy chúng ta hoàn toàn tính được nha. Như vậy đây chúng ta có cái diện tích tam giác ABF của mình sẽ bằng gì các em? À, sẽ bằng diện tích của tam giác AOC nè. Cộng với gì? Diện tích của cái quạt CO, COB ha. BOC đi. Đó. Rồi gì nữa em? Cộng với là diện tích mà cô ghi là diện tích ngoài đi ha. Để cô mang cái hình này đi xuống dưới cái câu D luôn đi ha. Đó. Mang xuống dưới luôn đi. Tiếp theo chúng ta sẽ liệt kê tất cả những công thức mà chúng ta sẽ sử dụng trong bài này nha. Công thức đầu tiên đó là công thức tính diện tích tam giác ABF. Tam giác ABF vuông tại B. Trên đây lúc này diện tích sẽ bằng gì? 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông ha. Như vậy ở đây, cái này là bằng 1 phần 2 AB nhân với lại B. BF nè. Còn diện tích tam giác
AOC thì bằng gì các em? AOC thì bằng 1 phần 2 chiều cao nhân cạnh đáy ha. 1 phần 2 chiều cao OD nhân với cạnh đáy ha. AC. Tiếp theo đó là hình quạt OB, OBC. Diện tích hình quạt OBC sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng BR bình nhân N chia cho 360 độ. Trong đó R của mình là bán kính nè. Còn N là số đo của cung giảm. Số đo của cung BC nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích từng công thức. Cái nào thiếu thì chúng ta sẽ đi tìm nha. Rồi mình xem cái quạt đầu tiên đi. Cái quạt là có bi rồi nè, đúng không? Có R bằng mấy em? Bằng 3 nè. Đây, có R bằng 3 rồi ha. Có N không? Đây. Mình có cái góc này bằng 30 độ. Đó, đúng không? Mà cái góc này chắn cung gì em? Cung BC. Như vậy lúc nãy chúng ta có số đo của BC sẽ bằng mấy đây? Bằng 60 độ đúng không? Vì mình có số đo của góc A sẽ bằng gì em? Bằng 1 phần 2 lần số đo của cung cung bị chắn. Nên lúc này chúng ta có số đo của cung nhân đôi lên, được không? Bằng 60 nha. 60 độ. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái quạt nè. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính diện tích của tam giác AOC. Thì mình phải cần có gì em? Mình cần phải có OD với lại AC nè. OD thì các em có dễ dàng tính được không? OD là cái cạnh này nè. Mình có cái tam giác này các em. Tam giác vuông tại D đúng không? A nè, O nè. Đó. Mình có cái góc này bằng 30 độ. Và cái cạnh này bằng mấy? Bằng 3. Mà cái cạnh DO là cái cạnh cần tìm này, nó đối với cái góc này. Như vậy khi các em lấy sin của 30 độ sẽ bằng đối DO chia cho huyền là mấy em? Bằng 3. Sin 30 có, 3 có, tìm được DO không? Được ha. Như vậy DO sẽ bằng 3 nhân cho sin của 30 độ ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm cạnh AC. Cái cạnh AC này thì các em có thể tìm theo cách đó là các em tìm cái cạnh gì đây? Tìm cạnh BC nè. Đó, vuông tại đây đúng không? Tìm cạnh BC. Có BC, có AB, có cái này. Chúng ta tìm được AC, được không? Đó, hoặc là các em có thể lý luận đó là gì em? Mình có OD vuông góc với lại AC. Như vậy suy ra gì em? D chính là trung điểm của AC ha. Đường kính vuông góc với dây cung tại đâu? Trung điểm của dây ấy. Đó, cho nên chúng ta có D là trung điểm của AC. Các em tìm được AD thì các em sẽ tìm được AC nhé. Các em muốn làm theo cách nào? Mình làm theo cái cách trung điểm của dây cung đi ha. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có AC sẽ bằng 2 lần AD nè. Với D là trung điểm của AC nha. Như vậy là chúng ta xong cái diện tích của tam giác AOC nha. Tiếp theo, diện tích của tam giác ABF. AB thì chúng ta có rồi đúng không? BF thì chúng ta dựa vào gì các em? Cũng dựa vào cái góc 30 độ này ha. Chúng ta tìm được BF nha. Đấy, như vậy là bây giờ các em xem thử sơ đồ của mình là gì. Mình xem cái nào dễ thì chúng ta sẽ làm trước để có điểm ha. Lỡ đâu mình làm tới bài này chúng ta hết mất thời gian thì sao, đúng không? Cho nên cái nào dễ thì các em cứ tranh thủ mà các em làm trước cho cô nha. Và ở đây cái dễ nhất đó là gì các em? Cái công thức tính diện tích của hình quạt ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ làm cái này trước nè. Đó. Mà muốn làm cái này các em phải tìm được cái góc này trước nha. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đi tính diện tích của tam giác ABF ha. Đó, cái số 2. Sau đó cái số 3, chúng ta sẽ đi tính diện tích của tam giác AOC. Rồi, cô xóa hết mấy cái này đi. Mình giải nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tính số đo của cung BC các em ha. Mình sẽ ghi là xét nửa
đường tròn ô ta có. Đó, cái này mới là hiểu bài thôi nha. Còn có điểm hay không là ở phần này các em nhé. Xét nửa đường tròn ô các em có gì? Các em có cái góc BAC. Góc BAC bằng gì em? 1 phần 2 lần số đo của cung BC. Vì sao vậy? Vì đây là góc nội tiếp. Cô mang cái này xuống dưới nha. Góc nội tiếp chắn cung gì? Chắn cung BC. Đó, được chưa? Rồi, như vậy lúc này chúng ta suy ra số đo của cung BC sẽ chính bằng cái gì các em? 2 lần góc BA. Góc BAC. Bằng góc BAC của mình bằng 30 độ. 2 nhân 30 độ bằng 60 độ. Được không em? Có được số đo của cung BC, có được bán kính. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tính diện tích của hình quạt BOC nha. Ta có nè, mình có diện tích hình quạt lúc nào cô ghi công thức rồi đúng không? Bằng nè, B nè, R bình nhân N chia cho 360 độ. Rồi ở đây B các em để lại ha. Các em đừng có thế số vô nha. Để xong hết rồi các em hãy thế số để tránh bị sai số nha. Rồi R của mình là mấy em? R của mình chính là đoạn O, OB bán kính ha. N của mình chính là số đo của cung B, BC nè, chia cho 360 độ. Rồi cái B của mình á, mình giữ nguyên. OB của mình bán kính là 3 bình ha, nhân với số đo của cung BC là 60, chia cho 360 bằng. Mình có 3 bình phương là 9 nhân 60 bằng chia cho 360 bằng 3pi chia 2. Đó. Và ở đây người ta cho cái OB của mình á, đơn vị là cm, cho nên diện tích ở đây các em ghi đơn vị cho cô là cm vuông nhé. Mình đi qua tiếp. Ý thứ hai đó là tính diện tích của tam giác ABF vuông tại B các em ha. À, để cô mang cái hình đi xuống dưới nè. Cô đánh cái dấu sao ở đây ha. Để cho các em dễ theo dõi bài là bài của mình đi tới đâu rồi. Tính diện tích của tam giác ABF nè. Để tính diện tích của tam giác ABF thì chúng ta phải có AB với lại BF đúng không em? Đầu tiên các em đi tính cho cô AB, sau đó đi tính cho cô BF ha. Dấu cộng thứ nhất nè, mình có gì đây? Mình có AB sẽ bằng gì em? 2 lần O, OA. Như vậy bằng 2 nhân với 3 là bằng 6cm nè. Bây giờ làm thế nào để chúng ta tính được cạnh BF các em? Mình có cạnh AB bằng 6 nè, cạnh kề với góc này đúng không? Cạnh đối với góc này, như vậy nếu như chúng ta lấy tan của 30 độ thì bằng gì em? Đối là B, BF chia cho kề là A, AB. Đó, mình hoàn toàn tính được BF các em ha. Nhưng mà để sử dụng được cái công thức này thì các em phải ghi rõ là chúng ta áp dụng cho tam giác vuông nào nha. Mình ghi xét tam giác ABF vuông tại đâu các em? Vuông tại B đó. Phải có tam giác vuông thì chúng ta mới dùng được công thức này. Mình có BF bằng gì? AB nhân cho tan của 30 độ bằng AB bằng 6 nè. Tan của 30 là căn 3 chia 3. Nếu bạn nào không biết thì các em bấm máy tính nha. Rồi mình rút gọn đi, còn lại 2 căn 3, đơn vị là cm. Có được cạnh AB bằng 6, có được cạnh BF bằng chừng này, chúng ta tính được diện tích tam giác AB, ABF ha. Rồi cô xóa cái này đi. Từ đây chúng ta suy ra diện tích của tam giác ABF sẽ chính bằng
1 phần 2 AB nhân với B, BF 1 phần 2 nè. AB của mình bằng mấy? AB bằng 6 nè. BF của mình là 2 căn, 2 căn 3. Mình rút gọn cái này đi, như vậy còn lại 6 căn 3 và đơn vị là cm vuông nhé. Bây giờ mình lại mang cái hình này đi xuống dưới tiếp ha, để chúng ta tính diện tích của AOC nha. Tính diện tích tam giác OAC. Để tính được diện tích của tam giác OAC thì các em phải có được OD với lại gì em? Có được AC. Muốn có AC thì phải tính được AD. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính OD trước ha. Muốn tính OD thì chúng ta sẽ xét tam giác nào? Tam giác ODA vuông tại D nhé. Rồi, xét tam giác nè. ODA vuông tại D ta có nè. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có nè. Sin của 30 độ bằng gì? Bằng đối chia cho huyền là AO. Mình có AO là bằng 3 cm em nhé. Như vậy lúc này chúng ta suy ra DO sẽ bằng gì em? DO sẽ bằng AO nhân sin của 30 độ. Rồi, AO là bằng 3 nè, sin 30 là 1 phần 2, như vậy là bằng 3 phần 2 cm. Trời ơi, tự nhiên đang dạy khi nó biến mất luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái cạnh AD các em ha. Cái cạnh AD á, thì cũng trong cái tam giác vuông này luôn. Cho nên chúng ta sẽ để nguyên như vậy và mình tính tiếp AD nha. AD thì cạnh kề với góc nè. Như vậy ở đây chúng ta có cos của 30 độ thì bằng gì em? Bằng kề chia cho huyền. AD chia cho cạnh huyền là AO. Như vậy các em tìm được AD không? Được các em ha. Đây, thôi để cô mang cái này xuống dưới luôn cho đẹp nha. Đó. AD của mình sẽ bằng AO nhân cos. Đó. 3 nè. Cos của 30 độ thì bằng căn 3 chia 2. Đó. Như vậy là bằng gì em? 3 căn 3 chia 2 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ lý luận để tìm ra AC các em. Vì mình có gì các em? Mình có OD vuông góc với AC ha. Cho nên lúc này chúng ta có đường kính vuông góc với dây côn tại trung điểm của dây ấy, cho nên chúng ta suy ra D là trung điểm của AC nha. Ây da, hôm nay bị sao vậy nhỉ? Vì nè, OD vuông góc với AC nên mình suy ra D là trung điểm của AC. Nhưng mà các em phải giải thích vào nha. Vì sao đây là trung điểm của AC các em? À, theo tính chất đường kính, dây côn hoặc là quan hệ vuông góc ha. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây côn. Đó, được không? Học thuộc cho cô ha. Đường kính hoặc là bán kính vuông góc với dây côn thì sẽ đi qua trung điểm của dây ấy, được chưa? Đó, trung điểm thì chúng ta có hai này bằng nhau. Mà trung điểm hai đó bằng nhau thì chúng ta suy ra được AC sẽ bằng gì? Bằng 2 lần AD. Đó, mà AD của mình là như vậy đúng không? Đó, rút gọn số 2 đi. 3 căn 3 cm. Tới đây thì chúng ta tính được diện tích của tam giác OAC chưa các em? À, mình có được DO rồi, có được AC rồi. Chúng ta đi tính diện tích nha. Suy ra luôn diện tích tam giác OAC sẽ bằng 1 phần 2 OD nhân với AC. 1
phần 2, OD 3 phần 2, AC 3 căn, 3 căn 3. Rồi, như vậy ở đây chúng ta có 3 nhân 3 là 9 nè, 9 căn 3 ha. Chỉ cho 4, diện tích thì cm vuông. Bây giờ chúng ta sẽ lên lại đầu bài để lấy hết tất cả những cái con số mà chúng ta cần nha. Đây, cái quạt của mình á là đây ha. Đây. Rồi, mang cái này đi luôn. Cái này là ABF nha. Cái phần lời giải chỗ này thì các em ghi vô giùm cô nha. Đó, các em ghi là phần diện tích cần tìm là. Đó, còn ở đây cô chỉ ghi công thức cho các em thôi nha. Diện tích ở phía ngoài hoặc là diện tích phần cần tìm là, cô ghi là SN nha. Cái SN này của mình á sẽ bằng gì em? Diện tích của cái tam giác ABF nè. À, diện tích lớn nhất ha, trừ đi cái gì? Trừ đi diện tích của hình quạt OBC cộng với gì? Diện tích của tam giác OAC. Đó, được không? Rồi mình thấy số vào nha. Diện tích của tam giác ABF lúc nãy là bằng 6 căn 3 ha. Trừ đi hình quạt của mình là 3π/2 nè, cộng với gì em? 9 căn 3 trên 4. Rồi, bấm máy tính đó cho cô nè. Đây, mình có 6 căn 3 nè. Trừ đi, mở ngoặc ra. À, cái bài này người ta không có cho mình bi bằng 3,14 đúng không em? À, thường là những cái bài như thế này người ta sẽ cho bi luôn. Còn người ta không cho thì mình để lại nhé. Đó. Rồi, như vậy ở đây chúng ta trừ đi cái 9 căn 3 trên 4 thôi. 9 căn 3 trên 4. Tức là chúng ta rút gọn cái phần này thôi là bằng 15 căn 3 trên 4. Còn nếu người ta cho bi sắp xỉ bằng bao nhiêu thì chúng ta thế vào. Rồi ở đây chúng ta ghi sắp xỉ nha. Trừ đi 3π/2. Còn nếu như mà các em muốn bấm ra kết quả cuối cùng á thì chỗ này các em ghi sắp xỉ nha. Sau đó các em ghi là với bi bằng 3,14 nha. Các em giải thích ra nhé. À, cái này chúng ta đóng ngoặc lại. Cái câu C này thì khá là dài các em ha. Nhưng mà cái việc tính toán của nó thì cũng không có khó lắm đúng không? À, có số hết rồi, chúng ta chỉ sử dụng những công thức đơn giản là mình hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ chúng ta đi qua tiếp câu D nha. Khi điểm C di động trên nửa đường tròn O, bán kính 3cm, tìm vị trí của điểm C sao cho chu vi của tam giác OCE lớn nhất. Đây là dạng bài tìm quỹ tích của một điểm ha. Và cái dạng này thì cô cũng đã hướng dẫn trong rất là nhiều đề rồi. Tại vì có rất là nhiều tỉnh ra cái dạng bài như thế này các em ha. À, tìm vị trí của điểm C sao cho chu vi tam giác OCE lớn nhất. Vì người ta cho mình cái điểm C di động, cho nên các em muốn tìm vị trí của điểm C sao cho thỏa mãn yêu cầu đề bài, thì các em phải gắn cái điểm C đó vô những cái điểm cố định. Đó, được không? Đó. Ví dụ như ở đây chúng ta có những điểm nào cố định các em? Điểm A, điểm B, đường kính cố định. Rồi gì nữa em? Điểm O, tâm của đường tròn cố định các em ha. Còn với những cái điểm này nè, điểm này, điểm này, điểm này, khi mà điểm C thay đổi thì những cái điểm này cũng phải thay đổi theo đúng không? Đó, chỉ có điểm này với điểm này là không thay đổi thôi. Các em nhớ cho cô nha, muốn tìm quỹ tích của một điểm, tìm vị trí của một điểm thì chúng ta phải gắn cái điểm đó với những điểm cố định nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cái đề bài nào. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm vị trí điểm C sao cho chu vi tam giác. Chu vi tam giác thì các em cứ đi tìm chu vi trước đã ha. Chu vi của tam giác OCE. Mà chu vi tam giác thì bằng gì các em?
bằng tổng ba cạnh ha, OC cộng với CA cộng với lại gì em, à, O OA. Mà OC chính là gì rồi? À, C di động trên nửa đường tròn thì OC chính là bán kính nha. Đó, bán kính thì sao nhỉ? À, không thay đổi rồi. Như vậy thì lúc này cái thay đổi là cái này các em nhé. Như vậy lúc này để cho cái chu vi này lớn nhất thì sao? Thì cái này phải lớn nhất nhé. Bây giờ chúng ta lại quay lại cái bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Cái bài toán mà chúng ta thường hay gặp trong bài số 5, đúng không nào? Đó là cái câu điểm 10 đó các em ha. Đó. Và cô nhắc lại ha, nếu như các em muốn tìm giá trị nhỏ nhất của A thì chúng ta phải đi tìm gì em? A lớn hơn bằng một cái số nào đó, đúng không? Ở đây chúng ta giải thích là như thế nào nhỉ? A lớn hơn bằng 10 thì A có thể bằng 11, 12, 13, đúng không? Nhưng giá trị nhỏ nhất của A là bằng 10. Còn muốn tìm giá trị lớn nhất của A thì các em phải tìm được A nhỏ hơn bằng cái số nào đó. A nhỏ hơn bằng 10 thì có thể là A bằng 9, bằng 8, bằng 7, bằng 6, bằng 5, đúng không? Nhưng giá trị lớn nhất của A có thể đạt được là 10, đúng không các em? Và thông thường để tìm ra giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái bất đẳng thức. Đó là gì các em? À, bất đẳng thức Cauchy và bất đẳng thức Bunyakovsky ha. Ở đây thì chúng ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất, cho nên mình sẽ dùng Bunya nha. Cô nhắc lại cái bất đẳng thức Bunya một tí xíu ha. Ở đây cô có hai bộ số bất kỳ A, B và X, Y. Theo bất đẳng thức Bunya thì chúng ta có được là gì các em? A bình cộng với B bình nhân với X bình cộng với Y bình lớn hơn bằng gì em? À, lớn hơn bằng A nhân với X nè, cộng B nhân với Y nè, tất cả bình phương. Và khi mà cô thay A của mình bằng 1, B của mình bằng 1, X của mình chính là CE, Y của mình chính là OE thì chúng ta có được điều gì các em? A bằng 1, B bằng 1 nè, X của mình là bằng OE nè, cái này là CE thì chúng ta có được điều gì nè? 1 bình cộng 1 bình nhân với gì? OE bình cộng CE bình lớn hơn bằng OE cộng với CE tất cả bình, đúng không em? Như vậy lúc này cô có OE cộng với CE tất cả bình sẽ nhỏ hơn bằng gì em? 1 bình cộng với 1 bình nè, nhân với gì đây? Nhân với lại OE bình cộng với lại CE bình. Cô nói lại chỗ này ha. Để tìm vị trí của điểm C sao cho chu vi tam giác này lớn nhất thì đầu tiên các em phải tìm điều kiện để cho cái chu vi này lớn nhất cái đã, được không? Mà để cho cái chu vi này lớn nhất thì cái này phải lớn nhất. Mà lớn nhất thì chúng ta phải tìm ra CE cộng với OE phải nhỏ hơn bằng cái gì đó, đúng không? Nó nhỏ hơn bằng 10. Thì bây giờ nè, đây, OE cộng CE là mình có rồi. Như vậy bây giờ chúng ta phải đi tìm cái này, đúng không? Nó bằng bao nhiêu? Đó, từ đó chúng ta tìm được cái này. Mà ở đây các em coi thử OE bình cộng với CE bình thì bằng cái gì? OE bình đây nè, CE bình đây nè. Đó, như vậy tam giác này tam giác vuông. Theo Pythagore thì cạnh này bình cộng cạnh này bình chính bằng cạnh CO bình, đúng không? Đó, như vậy thì chỗ này chính bằng gì em? OC bình. Mà OC chính là bán kính luôn, đúng không? Như vậy chỗ này bằng 3 bình. Như vậy lúc này chúng ta suy ra OE cộng với CE tất cả bình nhỏ hơn bằng mấy đây? Nhỏ bằng 3 bình rồi 9. 9 với 2 là 10. 18. Nhỏ hơn bằng 18. Nhỏ hơn bằng 18 thì chúng ta suy ra được cái này nhỏ hơn bằng căn bậc 2 của 18, đúng không? Đó. Từ đó chúng ta suy ra dấu bằng xảy ra thì OE phải như thế nào? Bằng với CE. Đó. Rồi chúng ta suy ra được gì em? Vị trí của điểm C nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập sơ đồ cho bài này nha. Ý thứ nhất, đó, viết công thức của chu vi tam giác OCE, được chưa? Rồi muốn cái chu vi này lớn nhất thì cái này phải lớn nhất, đó. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng gì em? Bất đẳng thức Bunya để suy ra cái này nha. Rồi, từ đó giải dấu bằng xảy ra. Đó, rồi qua bước thứ tư, bước thứ năm nha. Rồi cô xóa mấy cái này nha.
đi dạy ha. Ta có nè, mình có chu vi của tam giác OCE sẽ bằng tổng ba cạnh là bằng cạnh OC cộng với C, CE cộng với lại O, OE. Rồi mình thế số vô, OC là bằng 3 ha, cộng với lại CE cộng với lại O, OE. Đơn vị là cm. Tiếp theo chúng ta sẽ lý luận để cho cái chu vi này lớn nhất thì sao các em? Thì cái tổng này phải lớn nhất nhé. Dấu cộng thứ nhất nè, dấu cộng thứ hai, để chu vi của tam giác OCE lớn nhất thì CE cộng với lại OE phải như thế nào em? À, phải lớn nhất ha. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore để suy ra cái bình phương này trước em nha. Mình có rồi mình mới dùng cái Bunya được ha. Dấu cộng tiếp theo nè, áp dụng định lý Pythagore trong tam giác nào các em? À, trong tam giác OEC vuông tải. Vuông tại E mình có gì nào? Mình có OC bình thì bằng OE bình cộng với lại CE bình nhé. Mà cái cạnh OC của mình chính là gì em? Chính là bán kính em ha. Cho nên ở đây chúng ta sẽ bằng 3 bình bằng luôn 9 cm luôn. Rồi, như vậy là chúng ta có được cái OE bình cộng với CE bình chỗ này là bằng 9 rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bắt định thức Bunyakovsky ha. Dấu cộng tiếp theo, áp dụng bắt đẳng thức Bunyakovsky. Ta được nè. Đó, ở đây mình có gì đây? OE cộng với CE ha. Tất cả bình nhỏ hơn bằng cái gì các em? Đó, tìm giá trị lớn nhất thấy không? Nhỏ hơn bằng cái gì đây? 1 bình cộng 1 bình nhân với lại OE bình cộng với lại CE bình. Đó. Rồi, tới đây thì chúng ta chỉ thay số vào thôi các em ha. Cái này bằng mấy đây? Bằng 9, cái này bằng 2 nha. Rồi, như vậy mình suy ra nè, thay số vào OE cộng với lại CE tất cả bình nhỏ hơn bằng 2 nhân với 9. Như vậy ở đây chúng ta có gì em? Tương đương OE cộng CE tất cả bình nhỏ hơn bằng 18. Tương đương căn bậc 2 lên thì chúng ta có OE cộng với CE nhỏ hơn bằng căn bậc 2 của 18 là được 3 căn 2 mở ngoặc ra cm em nhé. Con xóa hết mấy cái này đi ha. Như vậy mình đã tìm được OE cộng với CE nhỏ hơn bằng 3 căn 2. Giá trị lớn nhất của cái tổng này là bằng mấy các em? Giá trị lớn nhất của tổng này bằng mấy? Để cho cái chu vi này lớn nhất nào? Đó là 3 căn 2. Tức là dấu bằng xảy ra nha. Rồi để cô mang cái này đi xuống dưới. Suy ra nè, chu vi của tam giác OC lúc này nhỏ hơn bằng 3 cộng với lại 3 căn 2 cm. Rồi, dấu bằng xảy ra
khi và chỉ khi nào các em? À, khi cái OA này bằng với CA ha. Với lại gì nữa? OA bằng với CA thì được rồi. Nhưng mà bình phương của hai cái này phải bằng gì em? À, phải bằng OC bình, phải bằng 9 nha. Chứ lớn quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được nha. Đó. Rồi, các em giải ra cho cô nè. Mình sẽ thay OA bằng cái gì các em? Thay bằng CA nha. Ở đây chúng ta có OA bằng với CA nè. Rồi mình có cái này là CA bình cộng với lại CA bình bằng 9. Cô phải mang cái hình đi xuống dưới để tí xíu cô giải thích cho các em á. Tương đương nè, mình giải cái này ở ngoài đi các em. CA bình là 2 CA bình bằng 9 đúng không? Như vậy lúc này CA bình sẽ bằng mấy? 9/2 căn bậc 2 lên. Đó, căn bậc 2 hai vế thì chúng ta sẽ có OA bằng với CA căn lên, cái này là căn 2, trục căn ở mẫu luôn các em ha. Như vậy là 3 căn 2 trên 2. Đó, được chưa? Đơn vị của mình là gì các em? Cm. Mình đã tìm được độ dài của OA với CA để cho cái chu vi tam giác này là lớn nhất rồi. Nhưng mà chúng ta chưa xong, mình còn phải tìm chị em vị trí của điểm C sao cho cái điều này xảy ra nữa, đúng không? Như vậy thì bây giờ các em suy ra cho cô trước cái này đi ha. Suy ra cái tam giác OAC của mình vuông cân tại đâu các em? Vuông cân tại A đã ha. Mà khi cái tam giác OAC của mình vuông cân tại A nè, thì ở đây cạnh này bằng cạnh này đúng không? Rồi, các em muốn nó vuông cân thì các em phải kéo cái điểm A ra đây một tí. Kéo điểm A ra thì điểm C phải đi theo, đó, đúng không? Đó, như vậy mới vuông cân được, hai cạnh này mới bằng nhau. Mà cô nói rồi, các em muốn tìm vị trí của điểm C, tìm quỹ tích của điểm C thì các em phải gắn nó với những cái điểm cố định. Thì ở đây chúng ta thấy điểm O với điểm B cố định đúng không? Đó, như vậy lúc này cái điểm C của mình nó phải nằm trên nửa đường tròn sao cho cái góc COB của mình bằng bao nhiêu độ các em? Đấy, tam giác vuông cân nè, thì góc này 45, góc này 45 đúng không? Thì cái góc COB của em phải bằng 45 độ nha. Tại vì các em thấy nè, nếu như cái điểm C nằm đây thì lúc này cái tam giác này đâu có cân, đúng không? Nếu điểm C nằm đây thì tam giác này đâu có cân. Đó, hai cạnh này đâu có bằng nhau đâu. Chỉ có điểm C nằm đây, lúc này CO hợp với OB một góc bao nhiêu? À, 45 độ các em ha. Thì cái tam giác COA mới cân nha. Rồi, như vậy từ đây chúng ta suy ra cái góc COB của mình á bằng 45 độ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc gắn điểm C với gì em? À, với hai điểm cố định tạo thành một góc cố định rồi ha. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần kết luận là xong nha. Vậy ha. Điểm C nằm trên nửa đường tròn O sao cho cái góc COB của mình á phải bằng 45 độ thì mới thỏa mãn yêu cầu đề bài, hoặc là thì cái chu vi của tam giác OCE đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu em? Là bao nhiêu đây? 3 cộng 3 căn 2 đơn vị cm nha. Các em thấy cái bài hình này có hay không? Hay ha. Đó. Bài hình nè, vừa có hình học và vừa có tính toán nữa. Đó. Một cái đề xứng đáng để chúng ta luyện ha. Rồi, như vậy chúng ta hoàn thành xong cái đề này nha. Về nhà các em cố gắng chúng ta luyện thêm nhiều đề nữa để mình tự tin hơn, để đi thi đạt điểm thật cao nha. Rồi, cô chúc tất cả các em
đều vào được cái ngôi trường mà các em yêu thích nha. Chào tạm biệt các em. Bye.